Hồi trước á là mình có trao đổi với thằng bạn của mình, nó làm ở bên truyền thông, công ty về truyền thông rồi gọi là phát triển xây dựng hình ảnh của sản phẩm á. Thì mình có gửi cho nó một số cái ấn phẩm banner trong cái chương trình promotion gần nhất mà mình đã làm, để nó xem coi là cái mẫu thiết kế hay gì đó, cái phong cách đó thì nó có phù hợp với lại cái định hướng phát triển của bên nó hay không. Thì nó trả lời cho mình đó là tôi không biết đó, là trước đây là khách hàng hay là công ty bên bà là họ đánh giá như thế nào về những cái này, nhưng mà riêng tôi là tôi thấy là rất bất ổn. Có nghĩa là về cái art style nè, cái phong cách thiết kế nè, rồi cái cách mà sử dụng phông chữ, rồi hình ảnh hài hòa gì đó, về cái tính hài hòa nó cũng không có, rồi về cái màu sắc nữa, rồi cái message mà mình để truyền tải ở trong cái ấn phẩm nó cũng không ổn luôn. Cái xong sau đó thì nó đưa cho mình một số cái file thiết kế mà của một cái bạn nhân viên, lại nói chuyện một hồi về freelance, công việc freelance, rồi nó gợi ý cho mình cái định hướng gì đi gì đó. Thì xong cái nó mới nói là Nhật góp ý hơi thẳng nên là chút đừng có buồn nha. Cái xong cái mình cũng nói cho nó yên tâm, để nó thì nó cứ góp ý, thì nó góp ý thì nó cứ góp ý đi. Thì mình nói là ừ Nhật nói đi. Xong cái nó mới nói hồi nãy nói rồi đó. Có nghĩa là cái phần mà nó chê mình hồi nãy á là hết. Lúc đó mình chỉ nghĩ là ừ, tại vì á cái phong cách của nó thì nó thích như vậy, nhưng mà cái phong cách của mình á thì mình thích kiểu khác, mà mình làm thì mình cũng đâu thấy nó xấu lắm đâu. Thì cái kiểu của mình là cái kiểu mà gọi là gọi cái kiểu của mình gọi là cái kiểu có thể gọi là vintage hoặc là hoài cổ tí xíu, còn cái marketing này thì nó lại cần một cái gì đó trẻ trung hiện đại. Thì cái phong cách nó khác nhau thì nó khác thôi chứ không có hẳn là xấu. Dạng giống như là nhiều lúc á là người ta góp ý cho mình, nhưng mà mình lại có những cái suy nghĩ khác, nên là mình quá gọi là mình quá hài lòng với bản thân đi chẳng hạn, thì mình sẽ không tiếp nhận những cái lời góp ý gọi là đúng lúc, rồi gọi là phù hợp với lại cái nhân sinh quan của cái xã hội hiện đại hiện tại này, thì mình sẽ không có cái định hướng để mà mình thay đổi và cải thiện bản thân. Thì dần dần á thì mình cũng sẽ bị rơi rơi vào một cái vòng lặp á, là mình chỉ có mình và chỉ có bản thân mình mới chấp nhận được cái bản thân của mình thôi, chứ còn mình sẽ khó để mà hòa hợp sao cho nó giống và nó phù hợp với lại cái xã hội cũng như là cái cộng đồng bên ngoài. Dụ như hồi nhỏ thì mình hay chơi với ba, mà ba mình á thì cũng cái kiểu là cũng hay gọi là hay chỉ trích rồi chê bai về cái xã hội á, người này người kia, thì kiểu như có cái bất đồng với xã hội hay gì cũng không rõ nữa. Xong rồi cái mình nghe thì mình nhiều nhiều cái thì mình thấy vui thì mình hay chọc lại. Ví dụ như là ba mình nó hay hay nói là mấy cái người hoa hậu á, hoa hậu mình cả hoa hậu thế giới luôn nha, và mình nói hả là hả mấy hoa hậu thế giới là mấy con điếm quốc tế. Cái xong cái mình á thì mình đâu có thấy là họ gì đâu, mình chỉ thấy là ừ họ họ giỏi họ đẹp. Cái xong cái mình mới nói là hả ba ba mai mốt á con lớn lên con ráng học giỏi tiếng Anh xong con đi thi hoa hậu, ráng giữ nhân cách nha, đi thi hoa hậu rồi giành được cái vinh quang về cho tổ quốc ha ba ha. Cái bà mình nghe mình nói vậy xong á, cái bà mình nói hả mày á hả cái mặt mày như cục cức vậy á. Xong cái thì lúc đó mình đâu có buồn á. Ví dụ như một đứa con gái mà bị chê xấu hay gì đó thì nó sẽ cảm thấy là nó buồn hay gì, rồi nó sẽ chăm chút vào cái ngoại hình của nó hơn, ăn mặc gì đó hơn. Mà mình nghe xong cái mình thấy vui, mình cười hạ hạ vậy đó. Tại vì cho dù là ba mình nói những cái điều như vậy á, nhưng mà mình cũng biết là
cái tình cảm của ba dành cho gia đình, cho mấy anh em mình là nó đó. Thì khi mà cái vị thế của mình mà mình gọi là mình quá vững vàng về chuyện tình cảm hay gì á, thì vậy giống như là mình bước ra ngoài xã hội có, cho dù là có chửi thẳng vô mặt mình đi nữa, thì mình cũng nghĩ là thì chắc là hả, họ ý của họ là vậy nè, chứ họ cũng đâu có muốn là xỉa xói hay nói gì mình. Đại khái là đợt mà mình đi học tiếng Pháp á, cũng vậy, cái bà cô dạy tiếng Pháp mà lớp vỡ lòng luôn. Bà hãy vô hãy lớp ai bà cũng chửi hết, bà nói là người này phát âm quê mùa, còn cái người này hả thì gì đó này nọ này kia, dạng giống như là đại khái là bà nói, có lần bà cũng nói thẳng luôn là hả mấy em á, tôi thấy hả mấy em á hả đi học tiếng Pháp cho vui thôi hả, học cho vui thì kiếm cái gì đó khác học đi, chứ học chơi đi chứ vô tiếng Pháp này chi cho nó tốn tiền vậy. Bà thì bà chửi mình là phát âm tiếng Pháp điệu, cái giọng đọc tiếng Pháp thì nghe giống như là giọng tiếng Anh vậy, giọng ăn lê ha, nói không xe mà cứ như là ăn lê vậy đó. Thì mình nghe thì mình cũng cười cười thôi, mà kiểu như mỗi lần mà bà chỉ vô mặt bà chửi thì mình nghe mình thấy mắc cười, cái mình ngồi mình cười vậy nè đó. Cái xong cái bà tức thêm nữa, xong cái hả bà còn chửi thêm là em á nha, tôi không có biết á là em á hả đi vô đây học tiếng Pháp để làm gì đâu, nhưng mà hả em mà cứ học cái kiểu này sau này em chỉ hát karaoke được thôi. Mà đúng thiệt, khi á mà mình không có biết nhục á thì á hả đúng á là mình sẽ không có những cái định hướng để mà mình phát triển cải thiện cái kỹ năng tiếng Pháp của mình. Cho nên á là trong cái quá trình mà làm việc á, hoặc là sau cái thời gian đó khoảng cũng nhiều năm là mình học tiếng Pháp á, nhưng mà về cái khả năng mà giao tiếp, gọi là cái khả năng mà mình giao tiếp gọi là thông dụng luôn, chào hỏi vậy đó, là mình cũng không có phát triển được luôn á. Là đúng như cái cô đó nói á, là giảm như là cái giọng của mình á thì ok, là nhiều người cũng nhận định là giọng là tốt, nhưng mà hả tại vì mình không tự trang bị cho mình những cái lộ trình phát triển đúng đắn, nên là sau nhiều năm học, cũng giống như là nhiều bạn là học tiếng Anh á, tại vì không có trong một cái môi trường là thường xuyên nói tiếng Anh, nên là mấy bạn là cho dù là học có nhiều năm đi nữa thì cũng không có phát triển được. Thì cũng tương tự như là mình học tiếng Pháp đây. Và đôi khi là một số cái nỗi buồn á, nó kéo chùng mình xuống á, thì lúc đó mình sẽ tìm được một số cái cách thức để mà mình cải thiện, phát triển bản thân, thay vì là mình cứ vui sống với cái bản thân mình hiện tại, thì cho dù là 5 hay 10 năm nữa thì mình vẫn là một cái người của hiện tại thôi, chứ mình không có một cái sự phát triển được.